Ông Hoàng thâu tóm cảm xúc cùng một đêm diễn mà Sơn Tùng làm cho khán giả đi từ hài đến bi trong vòng ngược lại hài, túc hài. Xin lỗi được chưa? Lúc bi cho xin một nét nhạc buồn. Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn yêu thương, bảo vệ, che chở cho tấm thân nhỏ bé này. Lần nào đi diễn cũng ê hề đạo cụ, quà tặng cho fan. Về cái cách anh ấy xoay chuyển tâm lý của khán giả vượt đến độ không đỡ kịp mới cười đó mà lại khóc tới nơi với màn cảm ơn sức bất của sếp rồi. Không chỉ sau lần này mà lần nào khi kết thúc phần trình diễn của mình, anh chàng cũng sẽ cúi gập người vì biết ơn mọi người. Người gì đâu mà giỏi lấy nước mắt người khác thế không biết. Fan nghe xong cũng mát lòng mát dạ nên quyết định yêu thương anh ấy thêm vài chục năm nữa mới thôi. Được nhận một cái tình cảm vô cùng đặc biệt trong suốt 11 năm qua, Tùng không bao giờ ngừng biết ơn mỗi ngày về điều đấy. Sơn Tùng, MTB đi đến đâu mà náo động không khí đến đó. Vừa đi diễn vừa kiêm luôn shop bán phụ kiện. Mỗi lần đi show cỡ nào nam ca sĩ cũng phải bị xin vài món đồ trên người. Nhưng mà cái này phải giải oan cho fan vì anh là người bày ra cái trò này trước. Nào là kính, nón, khăn đến những combo đính kèm theo như quần, áo khoác. Không thiếu thứ gì, chỉ cần idol cho thì Sky đây xin nhận. Sếp Tùng trước khi quăng áo còn dặn dò kỹ là áo mưa đắt lắm nhớ mặc cả đời. Nhưng buồn là chưa kịp mặc chiếc áo đã được chia cổ phần cho các anh em fan mất rồi. Chắc tại lúc cầm được áo của idol phấn khích quá nên hơi mạnh bạo tí thôi. Ca sĩ khác đi diễn được khán giả tặng gấu chỗ để không hết, còn Sơn Tùng đi diễn là như cái máy gắp thú tự động vậy. Độc lạ idol, mỗi một lần đi diễn là anh chàng lại đem lên sân khấu một cái ba lô, vali hay cái túi to đùng nhưng trong đó chỉ đựng toàn là gấu. Sơ hở là lôi lên sân khấu tặng, mà còn khuyến mãi thêm cho fan một nụ hôn trên con gấu rồi mới chịu quăng. Chuyến này ai nhận được chắc phải ôm ngủ 7.749 ngày lẫn đêm cũng chưa hết đã nữa. Ai muốn nhận thì cho mình nhìn cái cánh tay này, trân trọng đó nhá, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cẩn thận đi ạ, đừng làm như vậy không, tôi sẽ rất là lo đó. Không chỉ linh hoạt được cảm xúc của khán giả mà sếp Tùng còn có năng lực chữa quên lời một cách tỉnh bơ trên sân khấu như không có chuyện gì. Đang diễn mà thấy tự nhiên anh cúi người xuống làm gì đó, à hóa ra là nhầm lại lời bài hát. Pha này quả là đến cả Sky cũng không thể lường trước được mà. Sơn Tùng làm chủ sân khấu đúng chuẩn thủ khoa nhạc viện mà. Hả? Làm sao vậy? Sơn Tùng vừa đẹp trai lại vừa cưng chiều fan hết đất thế này. Dường như mỗi lần đi diễn anh chàng luôn chuẩn bị kỹ lưỡng hết mọi thứ tốt nhất dành cho khán giả, hội tụ đủ những yếu tố mà cả phái nam cả phái nữ đều cứ phải gọi là thích mê. Bạn có nghĩ thế không? Chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.